Bây giờ sẽ cho cái bánh mình canh nè. Cái bánh này hơi nghiêng ra ngoài nha các bạn, nhìn nè. Nếu nhìn theo cái hướng này thì mình cái bánh hơi nghiêng ra ngoài nè. Bánh trước ok nè, bánh trước ok nè. Có cái hướng đi vào là ok nè, chỉnh lại nè. Bánh sau nè. Bánh sau ok luôn nha. Rồi, chuẩn bị xuất phát. Đây là cái bài xe hình đầy đủ nha. Xe hình 9 bài nha. Chỉ thiếu cái báo hiệu nguy hiểm thôi. Nhưng hôm nay mình không có học cái bài đó. Mình học 9 bài nha. Bài đầu tiên là ngừng ngay cái bảng stop này nè, ngay cái vạch màu trắng này nhường đường cho người đi bộ. Các bạn để ý vào cái kiến tròn nha. Nó qua cái màu vàng là bắt đầu tính bài đó. Tới cái màu trắng này á. Ok. Rồi, chuẩn bị cái bài thứ hai. Bài thứ hai là ngừng xe trên dốc. Sau đó là khởi hành qua dốc. Các bạn cứ để số 1 nha. Không cần phải lên ga nha, cho xe nó tự bò lên nha các bạn. Chân mình thủ sẵn, chân trái thủ sẵn côn ha, chân phải thủ sẵn thắng nha. Không có đụng bên ga nha. Rồi, qua cái vạch màu vàng là bắt đầu tính bài nha. Thời gian là 20 giây nha. Rồi, cái cục dốc cái này khuyên các bạn nên để trừ 5 điểm nha. Chỉ lố rồi sẽ bị trừ nha, bị rớt trực tiếp. Rồi, chuẩn bị xuống dốc. Học lái xe rất là dễ nha các bạn. Đây là bạn nữ nè, lái xe tải 5 tấn nè, rất là dễ nha. Các bạn ai có nhu cầu học cứ đăng ký nha. Tức là chúng ta sẽ để trái nha, đánh lái qua bên trái, ôm sát cái lề bên phải, không cho cán vào cái bờ bên đây nha các bạn. Bánh sau không có cho cán bên cái bờ bên trái này nè. Ôm sát mình, bám sát cái lề này. Đèn này nó không có ống hơi nha. Đèn này nó không có ống hơi, nó không có tính điểm đèn này nha. Đây nè, mình chạy thì mình chỉ bám sát vào cái lề bên phải này, nhìn vào kiến vuông nè. Đến khi mà cái vai nó ngang cái vạch bên trái á, thì mình đánh lái sang trái nè. Bám sát cái lề bên phải luôn, bám sát cái lề bên phải này nè. Chỗ này nó cũng không có ống hơi nha các bạn. Rồi, vô cái màu vàng nó bắt tính điểm nha. Bây giờ sẽ cho cái bánh mình canh nè. Cái bánh này hơi nghiêng ra ngoài nha các bạn, nhìn nè. Nếu nhìn theo cái hướng này thì mình cái bánh hơi nghiêng ngoài nè. Bánh trước ok nè, bánh trước ok nè. Có cái hướng đi vào là ok nè, chỉnh lại nè. Bánh sau nè. Bánh sau ok luôn nha. Sau ok luôn nha. Rồi, sau khi qua vạch bánh xe rồi, tới đây mình nè, ngang vai đánh lái sang trái nha. Cái bài này thì mình để cái bánh trước nha, không có cán ống hơi bên tay phải nè. Rồi, tới đây thì mình đánh lái bánh sang bên phải. Để cái bánh sau không có cán lên cái đường này nha. Mình nhìn vô kính nha. Rồi, tốt lắm. Tiếp tục đi thẳng đoạn này là vô số 2 nha. Mình đợi một chút ga cho nó có chớn nha, vô số 2. Rồi, chúng đây mình chuẩn bị quẹo bên phải. Đánh lái sang phải, không cho bánh sau cán lên cái lề nha. Ok. Rồi, chuẩn bị giao nhau với đường dân sinh. Trước mặt có ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Đây đường dân sinh thì các bạn, xe công nhân đang chạy qua nè. Hiện tại là 17 giây đỏ. Mình sẽ ngừng trước cái vạch màu vàng này nè. Mình ngừng trước cái vạch màu vàng này là một gan hay là nửa mét hay một mét đều không quan trọng nha các bạn. Quan trọng là mình càng gần nó càng tốt, để một lát nó xanh mình qua, chứ mình ngừng xe quá một lát nó xanh mình qua nó không kịp, rớt đèn đỏ. Bây giờ chúng ta chuẩn bị quẹo sang bên phải nè. Bây giờ đánh lái về bên phải, không được cán cái lề vàng này nha các bạn. Cán cái lề vàng này sẽ bị lọt trực tiếp nha. Bây giờ mình sẽ bám mình cái lề bên phải, tiếng bám lưng, không cho bánh trước cán lên cái ống hơi xét cái lề. Tôi sẽ canh rồi cho là đánh lái sang trái.
sẽ quẹo qua bên phải này nè, ngừng cho đèn xanh đỏ này. Có dừng đụng lề rồi ngừng trước cái vạch màu vàng này, chờ đèn xanh đi. Rồi qua ngã tư nha, ở đây nó có hai cái chuồng nha. Lúc mình học có thì mình vô hai chuồng, nhưng mà bây giờ cần thi rồi mình sẽ học theo mô hình ở thi ở nơi sát hạch, chỉ vô một chuồng thôi. Vô chuồng này đi, chuồng kia có người vô rồi. Mình sẽ bám xét cái lại bên tay trái nè. Qua hơn nữa cái chuồng mình sẽ quẹo qua đánh lái sang phải nè. Mình đã thử rất là nhiều lần các bạn. Mình đánh thiếu, mình qua lố qua mình đánh dễ hơn rồi, sớm quá thì một lát rất là khó chịu xử lý. Bây giờ trả số lại nè, chỉ canh bên hẹp thôi các bạn, không có canh bên rộng. Trực nó cũng không sao nha các bạn, bên to bên nhỏ cũng không sao, nhà miễn hơi sao không kéo không hơi là được nha. Kéo không hơi sẽ bị trừ 5 điểm thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra nha, kết thúc bài thi này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đánh lái sang phải nè, tranh cái kia gương nè, không leo lên là bờ nè. Ok, tới đây quẹo phải rồi. Tiếp tục chuồng thứ hai nha các bạn. Ưu tiên cho bạn nữ nha. Đây. Thấy cái màu vàng ngừng lại. Mình chỉ xử lý cái bên nhỏ thôi nha, bên rộng không có cần xử lý nha. Đi cái bánh xe nè, khi nào nó mở ra rồi, nó mở ra đó coi, vậy là vô thôi, chỉnh bánh xe lại. À, bên đây hơi rộng chút nhưng không sao các bạn. Ok được rồi, không có cán lên cái ống hơi là ok các bạn. Bên đây nhỏ hơn chút nè, tức là bàn này xử lý là một bước từ cái nhỏ thành cái to rồi. Ok, xuống thêm chút nữa. Chúng ta đi ra, chúng ta canh bánh sau nha. Ok, quá đẹp. Kén lên cái vạch màu vàng này là bị loại trực tiếp nha các bạn. Rồi tới đây quẹo phải nha, lấy đèn xanh đèn đỏ nè. Tới đây chúng ta xi nhan trái nha, xi nhan sớm không có sao nha. Ok, rồi đèn xanh đi thôi, không có được cán qua cái vạch màu vàng bên tay trái nè. Cái đoạn đứt khúc này thì mình có thể cán lên nha, còn qua của bên kia là không được cán lên cái vạch vàng đó. Chúng ta ôm xong chúng ta trả lại nha. Ở đây chúng ta có thể đệm da nhẹ một chút, nhưng mà trong sân bãi tập thôi. Và lúc mà đi thi sát hạch thì cũng không nên đệm da chị, tránh trường hợp nó quá tốc độ quá 20 km sẽ bị trừ 1 điểm. Chúng ta tiến sau vô một chút mà hẳn quẹo nha. Leo lè cẩn thận. Tốc độ hơi nhanh. Tới cái vạch màu vàng này là chúng ta đạp hết côn nha, cho chớn đi tới. Đoạn đường này là ngừng, giao nhau với đường sắt. 1, 2, 3 đi. Chúng ta đếm 1, 2, 3 chúng ta qua cái phần này nha. Còn nếu đi thi á, nếu mà nó báo tin này chúng ta qua. K
cái vàng đứt khúc này thì bánh sâu có thể cán lên nha, còn cái vạch liền thì không được cán lên nha. Các cái vạch màu vàng bắt đầu tăng số thì chúng ta nhấn ga lên lấy chớn nha, tầm khoảng 3 mét, cách 3 mét là nhấn ga để lấy chớn được rồi. Rồi do số rồi lên ga 20, không kịp thắng lại. Rồi tiếp tục nha, cái phần còn lại là đơn giản nha các bạn, phần còn lại là chỉ ngừng ở đèn xe đèn đỏ rồi rẽ phải đi về thôi, khá đơn giản. Những cái thử thách khó mình đã chạy qua hết rồi, bây giờ chỉ cần chạy né cái vạch vàng này thôi, đừng có cán cái vạch vàng này rồi. Xanh cái mình chạy luôn thì mình không phải ngừng, nhưng mà nó đỏ lâu quá thì phải ngừng thôi, nhớ là phải ngừng trước cái màu vàng nha. Rồi xanh rồi xuất phát thôi, nhìn vô gương chiếu hậu nha, nghe cái cổng nha, và nhìn phía trước không kén nó vạch vàng. Chúng ta sẽ né cái cổng này nè, bánh sâu không có cho chén cái cổng này nè. Nhìn vào cái gương là vuông. Ok, quá đơn giản. Rồi, về tới cái vạch xuất phát là kết thúc thôi. Đây là bài xa hình nha. Bài xa hình đầy đủ. Đầu tiên chúng ta sẽ ngừng hai cái vạch màu trắng này, nhường đường cho người đi bộ. Nhớ là xi nhan đi các bạn, xi nhan trái 3 giây là tắt nha. Rồi tiếp theo là cứ để chớn lên dốc nha, không có tăng ga nha. Tới cái vạch vàng là bắt đầu tính bài nè. Cái này mình chấp nhận trừ 5 điểm đi, bỏ 5 điểm đi. Thả côn ra 80%, đã hết côn rồi kìa, buồn thắng luôn ha. Rồi bây giờ xuống dốc thôi, sau đó rẽ trái nè, ôm vào cái làn đường ở đây. Trước mắt là chúng ta sẽ dốc xuống nha, né cái bờ bên trái này nha, bám sát cái bờ bên phải nha. Bám xe vào cái bờ bên phải này. Nhìn vào gương chiếu hậu nha, đó là cái gương vuông, coi xe nó song song với cái bờ. Sau đó chúng ta sẽ nhìn bên trái nha, cái va mình ngang với cái bờ bên trái nè, đánh lái, đánh lái vào bên trái. Bám sát cái bờ bên phải, ôm vô cho mình nhả ra nha. Bám sát cái bờ bên phải này, nhìn vào cái gương nha. Mình chỉnh cho cái khoảng cách xe với cái bờ này là 30 cm nha. Mình từ từ vô nha, từ từ mình chỉnh nha. Tới cái vạch màu vàng kia đó bắt đầu tính bài nha. Đây vô kén vào cái vạch màu vàng này là tính bài nè. Mình sẽ cho bánh xe từ từ đi vào cái vạch màu vàng này. Hai bên hai ống hơi nha. Ok, bánh trước vô là ok rồi. Hai bánh sau nữa. Hai bánh cạc sau ok luôn. Rồi, nhìn cái vai ngang với cái bờ bánh trái đánh lái. Để cái bánh trước nha, kén lên cái bờ cắm hơi nha. Ok. Tới đây nha, cái bờ bên phải này nè, ngang cái bờ bên phải này đánh lái bên phải nha. Tôi sẽ canh bánh trước không kén ống hơi nè, bên phía trái nè, bánh sau không kén bên cái bờ bên phải nè. Ok, bây giờ mình sẽ tăng số nha, lên số 2 nha. Rồi tới đây mình sẽ rẽ phải nha, để ý cái bánh sau kén cái bờ bên phải nè, nhìn vào gương chiếu hậu.
giao nhau với đường ưu tiên. Đó là đường Dương Sinh. Đường Dương Sinh ở đây cắt ngang cái khu tập lái của trung tâm. Trước mặt là đèn đỏ, dừng trước vạch màu vàng nha. Ngó vào cổng, ngó vào cái kính một kính tròn nè. Cái đèn này rất là dễ tắt máy nha các bạn, phải để ý nha. Rồi qua ngã tư đi thẳng. Một lát chúng ta sẽ thi cái bài bên đây, lái cái bài bên đây. Đánh hết lái sang phải. Không được cán lên cái vạch tim màu vàng này nha các bạn. Bám sát cái bờ bên phải. Đánh lái sang trái. Đánh hết lái sang phải. Cái ông ơi. Cái ông ơi bên phải. Đèn xanh đèn đỏ. Xe tải bên này đang vô cái chuồng nè các bạn. Rồi tiếp tục đi thẳng quẹo phải. Chỉ quan tâm cái bên hẹp thôi, cái bên rộng thì chúng ta không quan tâm tới nha. Khi nào đánh cho cái bên hẹp thì nó mở ra đó, mình tùy theo cái nó mở ra, mình tùy theo cái độ rộng hẹp của mình chỉnh quanh trước nha đó. Rồi quá đẹp luôn, hơi nghiêng chút không sao. Cài số tới đi ra. Lúc mà đi ra ở đây nha, nó kén nó nóng hơi nha. Tìm đường nha, cán lên tìm đường sẽ bị loại trực tiếp. Ngừng tại cái vạch màu vàng, chờ đèn xanh đi qua. Rồi để xin nhanh trái, rẽ trái, né cái tìm màu vàng ra nha, tìm đường màu vàng. Nếu mà cán lên sẽ bị loại trực tiếp, đánh lái xong trả lại. Đèn này mình có thể nhấn ga nhẹ một chút nha. Rồi chuẩn bị ôm trái, đánh sâu không đè lên cái vạch màu vàng, thẳng lái, thẳng xe tới cái khúc giao với đường sắt, tới cái vạch màu vàng là mình đạp hết con nha. Lấy chớn qua, nhìn vào cái vuông tròn. Ok, 1 2 3 đi. À, mình phải đánh lái cái này nha. Rồi trả lái, thẳng xe, thẳng lái, tay để sẵn cái tần số, chuẩn bị cách 3 mét là tăng tốc, tăng tốc lấy chân, tăng tốc lấy chân.
vô số. Ok, trước vạch màu vàng là ok. Trẻ vào số 2, vượt qua đi thẳng. Rồi, những cái thử thách khó nhất mình đã trải qua rồi, bây giờ chỉ cần những cái thử thách nhỏ thôi là về. Quay về. Nhớ là né cái tim vàng ra. Ngừng đèn xanh đường đỏ, xi nhan phải, đánh lái qua phải để ý cái bánh sau. Đây đường dừng xanh này, tiếp tục xi nhan phải. Để ý bánh sau không có cán lên cái cổng nha. Rồi về qua trái, để ý bánh sau không có leo lè. Rồi như vậy thôi, chuẩn bị kết thúc bài thi. Về tới gần cái vạch xuất phát thì xi nhan trái rồi ngừng xe lại. Đây là cái căng tin ha, học viên và thầy giáo đang ngồi đây ha, chờ tới lượt chạy nha. Rồi về tới cái vạch này rồi kết thúc bài thi xi nhan trái. À, mình sẽ thắng tay lên, trả vào số 0 rồi thắng tay lên. Sau đó là quẹt thẻ nha các bạn ha, quẹt thẻ nè. Máy nó báo thành công là ok. Ok, thành công. Kết thúc. Cho xe từ từ qua. Bánh trước ok. Bây giờ còn hai bánh sau. Hai bánh sau ok luôn. Quá tốt. Chuẩn bị chạy xe hình, mở xi nhan, đầu tiên là mở xi nhan nha. Vô số 1, gạt thắng tay lên. Rồi bắt đầu nhả côn ra, cho chớn nó chạy, không có anh ga nha. Thử thách đầu tiên, dừng ở cái vạch trắng, nhường đường cho người đi bộ. Qua cái vạch vàng này là bắt đầu nó tin đó. Nhận bài, nhìn vô kiến tròn. Ok. Rồi thả côn ra, nhích nhà một chút để trớn lên dốc, không có đạp ga nha các bạn. Cái ngồi bình tĩnh rồi thở đều ha, chờ nó lên tới dốc thôi. Chân thì luôn luôn ở vị trí sẵn sàng, chân trái chuẩn bị sẵn sàng đạp vào côn, chân phải chuẩn bị đạp vào thắng. Đó, đi qua cái vạch vàng này là tâm lý phải tập trung 100% nha. Bắt đầu tính điểm từ cái vạch vàng này, tít tít có 20 giây. Nhìn vào gương tròn, chuẩn bị đạp ga đạp thắng, chấp nhận bỏ 5 điểm. Rồi chuẩn bị lên dốc, thả côn từ từ ra, xong thả hết thắng ra. Đơn giản nha, xuống dốc thôi, cái này thì thoải mái rồi, đơn giản rồi. Đừng có lấn qua cái vạch vàng bên đây nha các bạn, lấn qua cái vạch vàng bên đây loại trực tiếp, bánh xe kén lên vạch vàng nó loại trực tiếp, tìm đường á. Chúng ta sẽ chuẩn bị tâm lý ha, quẹo trái qua bên đây nè, không có để bánh sau kén lên cái bờ bên tay trái nha. Bây giờ mình đi thẳng nè, bám sát cái bờ bên phải này, ôm cua nhẹ nhàng bám sát vô cái bờ bên phải này. Mình nhìn vào cái gương ơi, chiếu hậu cái kiên gương vuông á, mình xem coi cái xe mình đã không xong, bám sát cái bờ chưa. Rồi tới đây thì tâm lý mình chuẩn bị nhìn bên trái. Khi nào cái vai mình ngang cái bờ bên trái nè, ngang cái bờ bên trái là đánh lái, ôm hết lái vô, nhấn côn vô để cho đi chậm chậm từ từ thôi. Ôm xét cái lề bên phải này, khoảng cách cái bờ bên phải này 30 cm. Đó, nhìn vào cái gương sau, tới cái vạch vàng kia bắt đầu tính điểm. Cho xe từ từ qua, bánh trước ok. Bây giờ còn hai bánh sau,
hai bánh sau ok luôn, quá tốt rồi. Chuẩn bị ngang vai cái bờ bên trái, ngang vai đánh lái, không cho cái bánh trước cán ống hơi đen bên đây nha. Cán ống hơi là trừ 5 điểm nha. Rồi chuẩn bị ôm phải nè, ngang vai bên đây là ôm phải nè, nhìn vô cái gương chiếu hậu nè. À, bánh sau mà cán nó nóng hơi là trừ 5 điểm nha. Ok, đoạn này là tăng tốc vô số 2 nha, tăng tốc nhẹ thôi, nhấn ga nhẹ thôi, lấy chớn nhẹ thôi. Rồi vô số 2, cái chỗ này các bạn dễ vô lộn số nha, vô lộn số 4 là tắt máy á, trừ 5 điểm á. Tới đây mình sẽ đánh lái bên phải nè, không cho bánh xe cán lên cái bờ này nha. Nè, ngó bánh sau nè, không có cán lên cái bờ. Rồi ok, không cán ống hơi á. Bây giờ thử thách kế tiếp thì đơn giản nha, đi thẳng ngang qua đường dân sinh, tới đây sẽ đèn đỏ ngừng lại. Trường này có cái đường dân sinh nè, nó cắt ngang qua cái sân tập. Này, trước mặt là đèn đỏ, còn 5 giây, 4 giây, chạy chậm thôi qua luôn, khỏi ngừng. 1 giây rồi qua luôn, khỏi ngừng. Trước mặt mình là xe khách ra, dành cho hạng E đó. Bây giờ mình chỉ việc đi thẳng thôi nha các bạn. Rồi tới cuối đường về phải, tránh né cái vạch tìm đường màu vàng này nha. Cán lên cái tìm đường màu vàng này là bị loại trực tiếp á. Sau đó mình sẽ rẽ bên tay phải nè. Rồi thi bên đây nó cũng không có khó nha các bạn, dễ nè. Rồi đánh lái sang phải, không được cán lên cái tim màu vàng này nha. Giảm tốc độ, ôm sát lại bên phải, tiếng bấm lưng ha, đây là bấm lưng nè. Sau vô đánh lái, nhìn vô gương chiếu hậu, ok, thẳng ra đánh lái, cũng không nên sát quá nha, kéo có đầy đặn cái tim. Rồi đèn đỏ ngừng trước cái vạch màu vàng nha, không có được lố vạch màu vàng nha. Rồi xanh luôn, chạy luôn, nhấn ga nhẹ một chút. Ở đây có hai cái chuồng, lúc đi thi cũng vậy các bạn, chuồng nào trống thì vô nha. Đây có một cái chuồng nè, đánh lái ôm sát cái lè, chỗ này mình giảm tốc độ đi từ từ thôi, ôm sát lè bên trái, qua nửa cái chuồng, hơn nửa cái chuồng, đánh lái bên phải, đánh hết lái bên phải, quan sát cái gương tròn, tới cái vạch màu vàng ngưng, sau đó trả số, trả số lùi. Mình xử lý cho các bạn, canh xử lý nha, bên đây rộng nè. Cái bên rộng nè, bên rộng mình ôm nhiều quá nó sẽ thành bên hẹp. Đó, như vậy là vô thôi. Tới công hơi là ôm, tới công hơi là ôm. Gần tới công hơi là ôm, đó, quá tốt. Hôm nay mình sẽ quay bên nhà bên trọng đó, lấy lại xe hơi xéo, lấy lại bánh trước, lấy lại hợp lý, hơi xéo chút không sao, ok nha. Đụng cái vạch vàng phía sau là ok nha. Rồi vô số tới đi nè, để ý bánh sau kéo cái ông hơi cái bờ, ok. Không có cán lên cái lên màu vàng nha. Bên đây là chuồng của xe du lịch nè, xe 4 chỗ nè, xe con nè. Rồi kẹt xe rồi các bạn. Rồi trước mặt đèn xanh đèn đỏ, mình phải ngừng ngay cái vạch màu vàng nha. Nói chung là ngừng xa cái vạch màu vàng cũng được không sao, nhưng đừng có kéo vào vạch màu vàng thôi.
cán qua và cầu vàng bắt đầu tính điểm coi như vượt đèn đỏ nha. Rồi quan sát đèn đỏ để xin nhanh trái. Không thiếu không dư nha. Không kén lên cái tim màu vàng nha. Mình ôm qua xong mình sẽ trả lại liền. Thẳng xe thẳng lái. Ở trong bãi tập thì cái đèn này mình có thể nhấn ga nhẹ một chút nha, nhưng mình nên nhớ không vượt qua 20 cây số trên giờ nha. Đây. Ôm không dư không thiếu nha, không kén lên cái vạch tim đường màu vàng nha. Ok, trả lái lại, thẳng xe thẳng lái. Phía trước á có cái vạch màu vàng, tới vạch màu vàng là đập côn hết vô luôn. Để chớn qua cái vạch màu trắng ngừng lại. À, những cái chỗ này là nó rất là dễ các bạn, nên các bạn đừng có để mất 5 điểm ổn nha. 5 điểm đó mình để dành để mất những cái chỗ lên dốc chẳng hạn, là qua cái vạch bánh xe chẳng hạn. Đây, chuẩn bị ôm cua. Đánh lái sang trái. Không dư không thiếu. Điều chỉnh xe lại cho thẳng xe thẳng lái. Thẳng xe thẳng lái, tay cầm số sẵn. Chuẩn bị cách cái vạch màu vàng 3 m, nhấn ga lấy chớn. Nhấn ga lấy chớn và vạch màu vàng vô số. Vô số 3, lên ga. Qua cái vạch rồi hạ ga. À, qua cái bảng là hạ ga. Ngừng trước cái vạch màu vàng này. À, có thể trước 1 m đi, là nửa mét đi, 2 m cũng được không sao nha. Rồi trẻ vào số 2, vô số 2. Đã côn ra, đệm ga nhẹ đi qua đây. Những cái phần khó nhất mình đã qua rồi nha. Bây giờ còn lại là những cái phần dễ thôi. Chẳng hạn như là né cái tim đường rồi qua đèn xanh đèn đỏ và xi nhan. Nhớ xi nhan nha. Nhớ xi nhan cho đầy đủ, chứ không xi nhan thì là trừ 5 điểm rất là ổn nha. Đánh lái không dư không thiếu, không cán lên cái tim vạch vàng. Rồi phần còn lại rất là đơn giản nha. Ôm lái. Ôm xong rồi trả lại nha. Rồi trước mặt có cái điện, có cái ngã tư, mình xi nhan sẵn đi, chứ không tới đó mình quên. Mình cứ bấm xi nhan trước không có sao hết á. Lúc này mình quan sát nha, mắt mình quan sát lên đèn xe đèn đỏ nha, không có nhìn lung tung nha. Tập trung nhìn vào đèn xe đèn đỏ, sau đó rẽ phải, đánh lái bên phải, để cái tim đường. Đánh lái xong phải trả lại, đẩy cái tiền đường. Tới đây xi nhan phải nữa. Đánh lái chỗ này đẩy cái cổng nha. Đánh lái qua phải trả lại. Rồi vậy là kết thúc bài thi các bạn. Rất là đơn giản nha. Rồi chuẩn bị vào xa hình nha. Đây là bài xa hình đầy đủ. Ngừng xe ngay cái vạch màu trắng, nhường cho người đi bộ. Rồi tiếp theo là dừng xe trên dốc. Cứ để cho nó số 1 thả côn ra cho nó tự bò lên nha. Không có được đạp ga nha. Tới cái vạch màu vàng này nè, là tâm lý phải chuẩn bị. Bắt đầu tính bài. À, ngừng ở trên cái vạch màu trắng này, nhìn vào kiến tròn. Rồi. Nó có bị tuột chút cũng không sao nha, miễn sao không tắt máy thôi nha. Tâm lý nhiều bạn thấy tuột cây xong có hẳn lạng cái tắt máy nha, trừ 5 điểm. Rồi chuẩn bị ôm cua bên trái, quay gò bên trái, bám sát cái lề bên phải. Nhìn vào cái gương
vuông nè, canh xe cho nó đều hợp lý. Rồi bây giờ nhìn cái vai nó ngang với cái bên trái nè, ôm hết cô vào bên trái, bám sát cái lề bên phải, chỉnh cái lái, bám sát cái lề bên phải, quan sát cái gương, cách cái bờ khoảng 30 cm, chuẩn bị quan sát cái kiến tròn để qua cái vạch này. Bắt đầu tới cái màu vàng này là tính bài nha. Rồi bắt đầu vô bài, bánh trước vô vạch mà chính giữa nè, còn bánh sau nữa. Ok, bánh sau ok luôn, bánh sau ok luôn các bạn. Rồi chuẩn bị đánh sang trái ngang vai. Không có để bánh trước, cái ống hơi bên phải nha. Chuẩn bị quẹo qua bên đây các bạn. Đánh lái. Nhìn vào gương nè. Không kén ống hơi nha. Rồi vô số 2. Chuẩn bị tới ngã tư giao nhau với đường Dân Sinh, gặp đèn xanh đèn đỏ. Hiện tại đang kẹt xe nha, phía trước là đang có xe thi tốt nghiệp hạng E. Rồi đèn đang đèn xanh chuyển qua đỏ, ngừng trước cái vạch màu vàng. Nhìn cái gương là tròn nè, ok. Chờ quan sát đèn xe đèn đỏ. Khi nào thấy đèn xe đèn đỏ còn 3 giây là nhả côn từ từ ra. Nhả côn từ từ ra, nhấn ga nhẹ cái. Để ý khúc này nha các bạn, khúc này nó dễ tắt máy nha. Để ý cái tim đường màu vàng, không có cán lên cái tim đó, cán lên tim đó loại trực tiếp. Rồi chuẩn bị quẹo qua bên phải nè, thi cái bài bên đây. Rồi đánh lái. Vào cái khu vực này, bám sát lại bên phải. Tròn.
tới màu vàng ngân chả xó. Chanh hở ra. Rồi, hở ra là ok rồi. Rồi, quá đẹp, thẳng bánh. Ok, lùi thẳng vô. Rồi xéo chở cái bánh trước lại. Quá đẹp. Quá đẹp nha. Chờ số tới chạy ra ngó gương chiếu hậu, không có leo lề, không chán ống hơi. Không chán cái tim màu vàng nha. Xi nhan trái ngừng trước cái vạch màu vàng. Số sẵn cách cái vạch màu vàng khoảng 3 mét, đạp ga lấy chứ. Vô số dừng trước cái vạch màu vàng. Ok, số 2 đi, ngã côn đạp nhẹ ra. Cán cái tim màu vàng nha, cán cái tim màu vàng lại trực tiếp. Kết thúc bài thi.
đây là bài thi xe hình hoàn chỉnh nha các bạn. Đầu tiên, thử thách đầu tiên là ngừng xe tại vạch màu trắng nhường đường cho người đi bộ. Các bạn để ý cái vạch nha, vạch màu trắng nha, đây. Nhìn vô cái kiến tròn. Ok. Rồi tiếp tục thử thách thứ hai. Tùy theo cái xe sát hạch nha các bạn. Nên cái này các bạn mà muốn chắc ăn chỗ cái vạch dừng này thì các bạn phải đến chỗ thi sát hạch để mướn xe bên sát hạch và xem nó chấm ở chỗ nào nữa nha. Tùy có chỗ thì chấm ngay cái vạch đất, có chỗ chấm ngay cái vạch to. Đây, lên dốc ngừng thì cái vạch trắng luôn. Cái trường hợp này thì mình khuyên các bạn nên bỏ 5 điểm nha. Đó, ngừng xe như thế này bỏ 5 điểm. Tại nếu lấn qua sẽ bị lại tiếp nha. Rồi tắt máy, trừ 5 điểm nữa là trừ 10 điểm. Hôm nay là ngày thứ ba, là kể tính từ dưới đến lên là còn 2 ngày nữa là kết thúc nha các bạn. Mà vẫn còn tắt máy nha. Mình có thể sai những cái điểm khác được, không để sai cái điểm tắt máy được. Rồi bây giờ ôm sát lề bên phải. Cái này thì quá đơn giản rồi ha. Trong quá trình mà mình học ở bãi á, thì mình có thể để số 2 đi nha, trong trường hợp này. Còn nếu mới lúc mà ngày mình đi thi sát hạch á, thì nên để số 1 nha. Thời gian thì nó nhiều, thoải mái, không có lo. Còn trong bài tập thì mình vẫn có thể để số 2. Ôm sát lề bên phải nè, nhìn vô gương vuông. Bên đây mà nó ngang vai, cái đường bên trái ngang vai, đánh lái, hết lái. Ôm sát cái lề bên phải. Đây, nhìn vào cái gương to, cái gương vuông đó, mình canh cho cái thùng xe mình nó cách cái bờ tường 30 cm hơn ghế tay, tại vì cái bánh nó nằm sâu trong đây, cán ở vạch này. Đây các bạn, bánh trước vô vạch đàng hoàng ngon lành nha, bánh sau, bây giờ bánh sau cán vạch nha, bánh sau cán vạch này các bạn. Cái lý vật nè. Rồi lái lên phía trên, quẹo sang trái, đánh lái, không để bánh trước cán lên cái ống hơi nha. Các bạn có thể nhìn vào kiến nè, vào cái kiến tròn nè. Ôm qua phải, nhìn vào kiến tròn nè. Bánh sau không cán lên ống hơi nha. Cán lên ống hơi trừ 5 điểm. Rồi đèn đường này vắng nè, vô số 2, đánh lái qua bên phải, thử thách này khá đơn giản các bạn. Đi qua ngã tư có đường dân sinh này, xe của dân đang chạy qua nè các bạn, ngã tư dân sinh, thẳng qua bên kia, đây coi, yes, xe dân sinh nữa, người dân đang chạy qua nè. Đối với những cái trường khác á, thì cái bãi nó sẽ liên thông, nó không đụng tới đường dân sinh nha. Còn riêng cái bãi Bửu Long này thì có sân A và sân B, nên chính giữa có con đường dân sinh. Đây, cách đèn xe đèn đỏ ngừng một chút ha, cái vạch màu xanh màu vàng các bạn, ngừng cách cái vạch màu vàng nửa mét cũng được nha, chờ 3 giây đi nha. Còn 3 giây đỏ là có thể nhả côn từ từ ra rồi. Rồi nhả côn ra đi, nhấn ga nhẹ cái nha, không có tắt máy. Bây giờ chỉ đi thẳng thôi các bạn, đơn giản ha, không có để bánh xe cán rồi, cái vạch vàng bên đây nha, cái tim đường màu vàng bên đây cán qua đó lại trực tiếp nha. Chúng ta đi thẳng sẽ về phải nha, sau đó qua bên đây nè, cái đường cong cong nè, đánh lái sang bên phải. Không có cán lên cái vạch màu vàng này nha các bạn, nếu mà cán lên cái vạch màu vàng đó là lại trực tiếp. Ôm sát lề bên phải, không để bánh trước cán lên ống hơi.
cũng chậm qua khúc này thôi. Khúc này di chuyển nhanh quá mình sẽ trở tay không kịp, nó sẽ đè nóng hơi và bị trừ 5 điểm. Cái đoạn đường này tương đối là dễ đi nha, các bạn đừng để bị trừ 5 điểm, rất là uổng nha. Rồi quẹo qua bên phải tới đèn xanh đèn đỏ, mình đánh lái nhớ trả lái lại nha các bạn, không có cắm đầu vô cái lề bên phải nè. Rồi đèn xanh đi luôn. Ở đây nó có hai cái chuồng nha, theo phong thủy nha, muốn vô chuồng nào thì vô. Đây là một chuồng ở đây nè, chúng ta không vô chuồng đó thì chúng ta sẽ vô chuồng ở phía bên trên. Đối với B1, B2 thì vào hai chuồng, nhưng mà đối với xe thì chỉ vào một chuồng thôi. Nhớ nha các bạn, không có cán lên cái vạch màu vàng này nha, cái tìm đường ha, cán lên đó là lại trực tiếp. Chúng ta ngồi trên xe, chúng ta đánh lái, chúng ta phải để cảm nhận nó nha, chứ không có dựa theo công thức nào nha các bạn. Đánh lái cảm nhận đó, bám sát vô cái bờ từ bên trái, bắt đầu qua cái vạch vàng này nó sẽ tính ra. Cẩn thận bánh trước cái ống hơi, qua nửa cái chuồng, đánh lái hết bên phải, sau đó mình nhìn cái gương tròn tới cái vạch màu vàng ngưng lại, sau đó trả số ra. Chúng ta để cái bánh trước nha, chúng ta chỉ canh cái bên mà góc hẹp thôi, bên kia góc rộng không cần canh. Khi nào mà nó hở ra, chưa có hở nha, khi nào nó hở ra rồi, tương đối hở rồi đó, rất tốt, quá đẹp, hơi to nhưng không sao. Đó, lại đánh lái với trước lại sao các bạn, đấy thấy là chỉnh đánh lái không, rồi nghiêng xe chỉnh cho thẳng xe lại, rồi vô là đẹp nè. Bên đây rộng, bên này cũng rộng, bên đây cũng rộng nè, đẹp nè, bên đây rộng hơn nè, thấy không, bên đây rộng hơn nè, mình chỉ xem mình trực thôi. À, dưới cái cán ông hơi kìa, gần cán ông hơi, cuối cùng cán ông hơi nha, cách ông hơi chút xíu à. Rồi bây giờ mình cho số tới nha, đi ra nha, nhìn vào cái gương này nha các bạn, gương vuông, coi bánh xe có cán không, bánh xe sau có cán anh ông hơi không. Ok, ra đây quẹo phải thôi. Tiếp tục về phải, tới đèn xanh đèn đỏ để trái, xi nhanh trái nha. Ngừng trước cái màu vàng nha các bạn, nửa mét cũng được, nửa mét cũng được các bạn, một mét cũng được, để xi nhanh trái. Chú ý chỗ này nha, rẽ trái ở đây chúng ta để ý nha, bánh sau nó mà kén cái vạch màu vàng là lại trực tiếp nha, ôm sau vô, nhưng mà cũng đừng ôm sát bờ leo là bánh sau không kén cái vạch màu vàng là ok. Phút này mình có thể đơm nhẹ ga lên nha, đi số 2 mà mình đơm nhẹ cái ga lên. Rồi chuẩn bị qua bên kia là cái thử thách nha, ngừng nhường cho xe cứu hỏa, xe lửa giao nhau với xe lửa, xe cứu hỏa, không cán cái vạch màu vàng nha, cán cái vạch màu vàng lại trực tiếp nha. Đi qua cái vạch vàng này rồi á, mình có thể đạp côn hết rồi, hết côn nha, mình thả chớn xuống đó, gần tới đây thắng. Cái này trừ 5 điểm các bạn, đậu xa quá vẫn xa nha, cái này trừ 5 điểm. Rồi tiếp tục qua đây để trái, không để bánh sau cán cái vạch màu vàng, cái vạch đất ha, có thể cán được. Rồi chỉnh cho xe nó thẳng, tay lái thẳng, xe thẳng, cách cái vạch màu vàng khoảng 3 mét, đạp ga lấy chấn, chuẩn bị đạp ga lấy chấn, đạp ga lấy chấn, vô số 3, vô số 3, vô số 3, tăng tốc lên, nhả ga ra, nhả ga ra, rồi chuẩn bị thắng lại chứ cái vạch màu vàng. Ok,
có thể thắng trước cái vật màu vàng này 1m, 2m cũng được các bạn, không sao, đừng có vượt qua nó thôi. Chạy số 2 đi. Rồi, những cái thử thách khó đã trải qua hết rồi. Nếu mà các bạn muốn xe bên sát hạch đó, thì nó còn một thử thách khác nữa, đó là thử thách báo động nha. Báo động nguy hiểm bất ngờ. Nhưng xe của trường thì không có nha các bạn. Nó có một cái biển báo bất ngờ, xe bên sát hạch đó, thì nó nằm ở trên đây nè các bạn. Nó tít lên là bắt buộc mình phải đạp côn thắng xe đứng lại rồi mới bấm nút đó. Mình chỉ được phép xử lý trong vòng 3 giây thôi. Lố 3 giây thì 5 điểm. Rồi, cái đèn còn lại thì dễ nha. Rồi, tới ngã tư. Ngã tư bài tập giao nhau với dân sinh. Tiếp tục vào đây, vào phải nữa. Bên kia nó có bạn nha, đường ngược chiều là không thể đi được, bắt buộc vào phải luôn. Vào phải và về tới điểm kết thúc để xi nhan trái là ngừng lại các bạn, kết thúc. Phần thi của mình tới 20 phút các bạn ha. Chạy nếu mình chạy bình thường chỉ khoảng 15 phút là xong nha. Rồi vậy thôi các bạn. Đây là toàn bộ lịch trình nha. Thi xa hình nha các bạn. Đầu tiên, thử thách đầu tiên là ngừng tại cái đường đi bộ nè, nhường đường cho người đi bộ. Chúng ta sẽ ngừng ngay cái vạch màu trắng nha. Thử thách thứ hai là ngừng xe trên dốc, cũng là cái vạch màu trắng luôn. Nhưng mà mình thầy khuyên các bạn nên là bỏ 5 điểm tại cái chỗ dừng trên dốc này nha. Chứ chúng ta lố qua một chút rồi sẽ bị lại trực tiếp nha. Đây, nhìn vô kiến đi, kiến tròn. Đó, như thế này chỉ 5 điểm các bạn. Mình chấp nhận bỏ 5 điểm nha. Rồi, sau đó khởi động lên dốc, không để tắt máy nha. Rồi, rất tốt. Không cần sử dụng ga nha. Rồi, tiếp theo ôm bên trái, bám sát lề bên phải. Để sát lề bên lại đã một lát dễ xử lý nha. Bám sát lề bên phải để mà có cái góc rộng để mình quẹt ở đây nè, để nó không có dính bánh sâu. Này, chuẩn bị bằng bờ vai, cái lề bên phải bên trái bằng bờ vai, ôm bên trái, bám sát lề bên phải. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vào cái gương à. Cái gương dài nè, mình canh mình chỉnh nha, cho cái xe nó cân bằng. Nó cách cái bờ khoảng 30cm. Để mình qua cái vạch bánh xe nha. Đây. Cái đường màu vàng này nè, mình sẽ dừng trước đường màu vàng này mình chỉnh xe nha. Sau đó mình cho xe qua nha, mình điều khiển xe cho qua. Mình nhìn vào cái gương tròn á, mình cho bánh xe đó nó lọt qua cái vạch vàng này nè. Rồi, hơi lấn ra ngoài chút nha. Rồi, lấn ra ngoài các bạn, bánh trước đè lên vạch này nè. Rồi, bánh sau đèn anh bật luôn các bạn. Bánh trước đèn anh bật, bánh sau đèn anh bật luôn. Em kêu anh mắc qua mà em kêu em dính là sao? Ờ, thì mắc qua nhưng mà không dính. Mắc qua ít thôi. Trời ơi, kia mắc qua. Anh thấy cái bánh em nó có hướng bên kia nên ra. Quẹo qua bên phải các bạn. Vô số 2. Rồi, điều khiển trên đường thẳng. Chỗ này các bạn để chỗ này nha, bánh sau nó kén lên cái gờ này nha. Mình nhìn vào gương chiếu hậu. Nếu bánh xe kén lên cái ống hơi sẽ bị trừ 5 điểm nha. Rồi đi thẳng tới đường dân sinh. Qua bên khu B. Rồi, 3 giây qua kịp không? Rồi, vẫn dính đèn đỏ nha các bạn. Trong trường hợp mà vượt đèn đỏ thì bị trừ 5 điểm nha. Đây, mình chuẩn bị ôm qua bên phải. Quay tay. Không có kén vô cái vạch màu vàng này nha các bạn. Chúng ta sẽ ôm vào bên đây. Bám sát cái lề bên phải, không cho bánh trước kén lên trong hơi.
xét cái lề bên phải nó có cái ống hơi màu đen đó các bạn. Ở trong cái phạm vi đường này thì mình xử lý chậm thôi ha. Nhanh quá mình sẽ xử lý không có chính xác. Rồi ok, bánh sau không kén lên cái ống hơi nha. Đây ra đây chúng ta sẽ quẹo phải nè, ra đèn xe đèn đỏ nè. Rồi đèn đỏ chúng ta sẽ ngừng đèn đỏ chờ đèn xanh đi qua nha. À, ngừng trước cái vạch màu vàng này nè, nửa mét một mét thì cũng được, chờ đèn xanh qua 3 giây đèn đỏ là qua được. Ở đây nó có hai cái chuồng nha, chuồng xe nó có hai cái chuồng, một cái chuồng bên tay phải nè và một cái chuồng ở trên, muốn vô chuồng nào cũng được, ai quen tay chuồng nào thì vô chuồng đó. Đến lái bên phải, ôm xét cái lề bên trái, mình ôm xét cái lề bên trái mình dễ xử lý nha. Rồi chạy qua nửa cái chuồng, đánh lái hết lái bên phải, mình lúc đó mình sẽ quan sát cái kiến tròn nè, nó tới cái vạch màu vàng là ngừng lại, trả số lùi. Bây giờ ta sẽ xử lý cái bánh nè, bánh trước nè, ve lại cho nó mở ra, chạy số ve xử lý cái bánh trước cho nó mở cái đường ra. Bên kia là góc rộng rồi không quan tâm, bên đây góc rồi mở đường rồi, rồi nó mở rồi, nếu mình mở nữa nó sẽ rộng ra, mở nữa nó sẽ vẫn rộng, bên kia sẽ hẹp đi. À bên đây rộng rồi, giờ mình sẽ qua bên hẹp ha. Đây cái khả năng có ống hơi rất là cao nhưng mà không trúng ống hơi nha. Rồi xử lý bánh trước nè, ok tốt. Trọng tải nha, tốt. Bây giờ mình cho xe chạy ra, cài số tới để cái bánh sau kén lên cái gờ nha ông ơi nha. Ok rồi, ra đoạn đường này đơn giản rồi, đi thẳng thôi, đi thẳng về phải thôi. Không có kén lên cái vạch vàng này nha các bạn, nếu mà kén lên cái vạch vàng này lại trực tiếp. Chúng ta sẽ quẹo qua bên phải nè, đi thẳng rồi tới kia quẹo phải nè. Không kén lên vạch vàng nha, bánh xe không leo lề nha, bánh xe sau không leo lên đây là. Rồi hết đỏ rồi, 20 mấy giây đỏ lần. Nhìn vô kiến tròn nha các bạn, đậu cách cái vàng một chút, nửa mét một mét đều ok. Để xe nhanh vèo trái, để cái đường vạch vàng bên kia đường nha, nếu mình cán lên vạch vàng đó là sẽ bị loại trực tiếp đó. Đoạn đường này chúng ta có thể lên ga nhẹ, sau đó là cuối đường vèo trái, chúng ta sẽ ôm qua bên phải một chút nè, chúng ta sẽ lấn xe bên phải qua bên phải một chút để mình ôm cho nó rộng, lấn bên phải một chút để ôm qua cho nó rộng, không có đụng cái tim đường. Lúc mà chúng ta ôm qua chúng ta phải xem cái gương chiếu hậu bên tài nha. Rồi bây giờ thẳng xe thẳng lái tới cái vạch màu vàng trước mặt á, chúng ta sẽ đạp hết côn nha, rồi để cho chớn đi tới. Rồi nhìn vô kiến tròn rồi, một hai ba là đi qua. À, chuẩn bị ôm qua bên trái, cho xe thẳng, lái thẳng xe thẳng, chuẩn bị tăng tốc, cách cái vạch màu vàng khoảng 3 mét rồi đạp ga lấy chân, đạp ga lấy chân, rồi vô số 3, rồi lên ga hết ga luôn, qua 20, rồi thả ga ra, đạp côn chờ đạp thắng, ra thắng, ok, số 2 luôn, tiếp. Rồi phần còn lại của hành trình này đơn giản nha,
chỉ cần né cái tim đường ra, đừng có cán lên tim đường, với lại là ngừng thì sẽ đèn đỏ thôi. Xi nhan, hai cái xi nhan nữa, ba cái xi nhan nữa. Hơi xét lề, hơi xét lề, hơi xét lề, không sao. Đèn đỏ rồi, tiếp tục rẽ trái, rẽ phải. Tới đây chúng ta tiếp tục xi nhan phải nha, đánh lái bên phải, không để bánh trước leo lên cái làn bánh trái nha. Rồi tiếp tục đánh lái trái, không để bánh sau leo lên cái làn. Rồi về tới đây xi nhan trái kết thúc, rất là đơn giản các bạn. Rồi kết thúc, đầu tiên trước khi kết thúc là đưa về số 0. Rồi kéo thắng tay lên, tắt chìa khóa, khoan. Rồi bắt đầu, đầu tiên là mình sẽ ngừng ở vạch xuất phát nha. Cái này là nhường cho người đi bộ. Rồi thử thách thứ hai là ngừng trên cầu, khởi động qua cầu. Nay thầy khuyên các bạn nên bỏ 5 điểm ở đây nha. Chúng ta không nên cố lấy cái 5 điểm ở dốc, tại vì cái khả năng mà bị lại trực tiếp rất là cao. Chỉ cần lố một chút thôi là bị lại trực tiếp nha, nên chúng ta nên bỏ 5 điểm ở dốc đi. Rồi chuẩn bị đánh lái bên trái, khi cái vai nó ngang cái vạch bên kia đánh lái bên trái, ôm sát lẹt bên phải. Nhìn vô cái gương vuông nha các bạn, bây giờ cho xe qua cái vạch bánh xe. Bánh trước hơi ăn sâu vô trong nha. Rồi ok, bánh sau kén nha, bánh trước ok nha, bánh sau kén nha. Cái này trừ 5 điểm nha các bạn. Vâng, kén ở trong ở ngoài, kén ở trong, kén ở trong thì là phải lên động bánh trước đúng không? Đúng. Cái này khá dễ nha, chỉ cần để không kéo nó đóng hơi thôi. Ok, quá rộng luôn, nhìn vô kiến vuông nha, quá rộng luôn. Rồi đoạn đường này vô số 2, tăng tốc không quá 20 nha, nếu mà quá 20 sẽ bị trừ 1 điểm nha các bạn. Tránh trường hợp các bạn được 80 điểm nha, trừ 1 điểm còn 79 rớt nha. Tiếp tục thử thách là qua ngã tư đường Dương Sinh, dừng có đèn xanh đèn đỏ. Cái này thì đơn giản thôi nha. Cái vị trí màu vàng này dừng không quan trọng nha, mình có thể cách nửa mét, 1 mét cũng được không sao nha, không có quan trọng. Nói chung là mình đừng có cán lên cái vạch vàng đó thôi, nhìn trước nó nửa mét, 1 mét không sao, mình canh 3 giây mình đầy qua nha. Tại vì sao các bạn không nên dừng xa quá, nếu mà dừng xa quá khi nè các đèn xanh các bạn qua không có kịp nha. Đèn xanh mà các bạn đi qua thì nó vẫn còn dính đèn đỏ nha. 3 giây là đi được rồi cho các bạn, 3 giây là mình mở côn từ ra là được rồi, nhấn cho miếng ga nhẹ nữa. Bài tập bây giờ đang vắng nha. Đó, mình chuẩn bị qua bên đây nè các bạn, vô cho chúng ta chạy nè. Bây giờ chỉ quẹo phải thôi, đánh lái không có kén lên cái vạch vàng này nha. Rồi đánh lái đi vào đây các bạn, không có leo lề nha, leo bờ nha, bám sát bờ, không để bánh trước kén lên trong hơi nha. Các bạn ở đây
quá, mình lướt nhanh quá mình xử lý không được. À, qua đây nhìn góc sâu bánh sâu không có đèn nóng hơi là ok. Rồi bây giờ ra đây ha, bèo phải nha, tới đi xe đèn đỏ nha. Đèn đỏ ngừng các bạn, ngừng xe cái mặt vàng này chút nửa mét ok. Rồi tiếp tục qua ngã tư. Đèn này thì đơn giản nha, ở đây nó có hai cái chuồng nha các bạn, chỉ cần vô một chuồng thôi nha, mình sẽ chạy đúng như cái bài sát hạch nha. Ở đây nó có hai chuồng, mình chỉ cần vô một chuồng thôi. Trong cái nghề học lái xe này á, thì người ta hay nói là cái chuồng mà vô nó không thủy nha các bạn. Có nhiều người hai cái chuồng thực chất là nó giống y chang nhau thôi, nhưng mà có người vô chuồng này được mà vô chuồng kia không được nha, nên người ta hay nói là chuồng không thủy nha. Thì các bạn trong quá trình các bạn học á, các bạn thấy chuồng nào dễ vô thì cứ vô thôi, đến lúc thi cũng vậy nha. Nhớ nha các bạn, không kén lên cái vạch màu vàng này nha. Kén lên cái vạch màu vàng này là gì, nó báo tín hiệu là mình sẽ bị lỗi trực tiếp á. Ôm xét cái lề bên trái, càng xét càng dễ xử lý nha. Đây cái chuồng trước mặt đây, bây giờ mình sẽ xử lý nè. Đừng có ôm sớm quá, ôm sớm rất là khó, ôm tạm dễ xử lý không. Cái này là bạn này đang ôm sống, đang ôm chết nè. Rà côn ra ôm sống. Mình đánh hết tay lái thì sau đó mình nhìn vào cái kiến tròn nha. Mình nhìn vào cái kiến tròn mình thấy nó tới màu vàng là ngân nha. Sau đó giải số nha, giải số lùi. Rồi ok. Chúng ta chỉ quan tâm cái bên nó hẹp thôi, còn cái bên rộng chúng ta không quan tâm. Xử lý bánh trước nè. Rồi nó mở ra rồi kìa, nó mở ra rồi thì mình sẽ sửa cái bánh lại. Mình đừng có ôm nhiều, đó ôm ít thôi. Đó mập lấy, bây giờ nó sẽ thành rộng rồi. Bây giờ bên đây nó rộng rồi, sẽ xử lý bên kia. Đó, thấy không? Mình chỉ xử lý bên hẹp thôi, bên nhau. Không xử lý bên rộng. Bên này cũng rộng nè. Cái bánh nó ôm hơi nhiều nè. Nó sẽ méo xe nè. Đó. Nói chung là về là cũng ok các bạn. Cho dù nó hơi nghiêng chút không sao nha. Hơi nghiêng chút không sao nha. Không có kén ống là ok nha. Không có kén ống là ok nha. Ghe đằng sau cho cái tiết cái ok. Không kén ống nha. Hơi nghiêng một chút nha các bạn, nhưng không kén ống nha. Mình phải nhìn vào cái gương này nha, coi nó có kén lên bờ không ha. Không kén lên bờ, không kén lên ống nha. Bây giờ quẹo phải nha. Tiếp tục quẹo phải nha. Không kén lên cái đường màu vàng này nha các bạn. Kén lên cái đường màu vàng đó là bị lại trực tiếp á. Rồi tới đây rẽ xin nha bên trái. Đầu trước cái vạch màu vàng này. Chờ 3 giây. À bây giờ mình sẽ rẽ trái nha. Không có kén lên đường màu vàng nha các bạn. Ok. Đoạn đường này nó vắng, mình có thể đệm ga một chút nha, nhưng mà không để cho lố 20 km nha. Đệm ga nhẹ thôi. Mình khuyến khích lúc mà mình ở trong bãi tập mình có thể đệm ga nha. Còn lúc trong thi sát hạch là không nên đệm ga luôn nha. Bây giờ rẽ trái nè. Đánh ra bên trái. Rồi trước mặt mình là cái điểm mà giao nhau với đường sắt. Có bạn chỉ tốt nè các bạn. Qua cái vạch màu vàng là mình đạp hết côn. Rồi chớ nó chạy tới. Chớ nó gần tới màu trắng thì mình đạp thẳng lại. Giờ này bị trừ 5 điểm nha các bạn. Quá xa. Đó như thế này thì mới là được nè. Còn như các bạn đã bị trừ 5 điểm nha. Ok. Tiếp tục đếm 1, 2, 3 đi. Hoặc là mình đợi nó tiếp cái này đi. Nó nhận bài. Đó, cái khúc mà cua mà nó cắt đứt á, thì mình phải bánh sau có thể kén qua nha. Còn cái chỗ mà không cắt đứt á, cái chỗ mà màu vàng đi liền á, thì không được kén qua nha. Rồi cho thẳng xe lại, thẳng lái lại. Lúc này cũng rất là quan trọng nha. Thẳng lái, thẳng xe lại, cách cái màu vàng khoảng 3 mét là nhấn ga lên, thấy chưa?
tay để sẵn trong số, tay để sẵn số, nhấn ga lên rồi vô số 3, đạp lên ga mạnh trên 20, rồi nhả ga ra, rồi chờ tới cái vạch màu vàng là thắng lại thôi, thắng trước vạch màu vàng, không quan trọng là cách bao xa. À, cái vạch màu vàng đây nè, mình thắng trước đó 1 mét, 2 mét làm sao, đi thẳng. Khúc này là dễ dàng rồi nha các bạn. Không được kén lên cái vạch màu vàng nha. Không được kén bồ câu nha. Bồ câu kén bồ câu là bị loại trực tiếp á. Rồi cái đèn còn lại đơn giản nha. Anh phải rẽ phải luôn, vượt đèn đỏ luôn. Đâu được anh. Bạn nào mà còn dư điểm mà thiếu thời gian á thì mình chấp nhận vượt đèn đỏ đó nha. Để mình thà mình trừ 5 điểm nhưng mà mình không mất thời gian nha. Nếu các bạn mà hết điểm rồi thì đừng có cố gắng vượt đèn đỏ để bị rớt nha. Các bạn về tới đây rồi á mà các bạn còn dư tới 20 điểm á. Các bạn cứ chạy thoải mái nha. Dư 20 phút. Dư 20 điểm. Là chưa bị trừ điểm nào á. Thôi thì chạy thoải mái, không có cần ngừng đèn đỏ luôn cũng được. Còn các bạn đã bị trừ hết rồi thì các bạn phải tiết kiệm điểm nè. Đôi khi một điểm mà cũng rớt đó các bạn. Chạy quá tốc độ 80 điểm đậu mà bị trừ một điểm, tốc độ nó còn 79 là rớt. Rồi hai vòng rồi đúng không? Rồi giờ thứ ba xin nhanh trái ngừng lại ha. Đầu tiên là mình phải chạy số 0 mà kéo sóng tay lên.